Rồi, mời anh bạn. Tên gì? Dạ, con xin chào cha. Dạ, con xin tạ ơn Chúa. Con xin chào dân Chúa cộng đồng. Anh tên gì? Dạ, con là Phan Nhân Đình, con ở Hà Tĩnh. Nói to lên, Phan Văn gì? Dạ, con là Phan Nhân Đình, con ở Hà Tĩnh. Con bị mắc bệnh ung thư dạ dày 25 năm, nhưng mà con chạy chữa bốn phương trời không khỏi. Cho đến một lúc là con gần chết rồi thì bệnh viện trả về con gần chết rồi thì vô tình như tại vì con là ngoại đạo. Anh là người đạo gì? Dạ, thưa cha, con là người ngoại đạo chứ con. Vâng, thứ cho một tràng pháo tay để chúng ta chào mừng thêm một người ngoại đạo 25 năm bị bệnh ung thư gì? Dạ, con bị đầu tiên thì con đau dạ dày thôi, nhưng mà bên sau cuối cùng là từ năm 1 cho đến năm thứ 25 là cuối cùng là bị bệnh viện đả về là kết quả là con bị ung thư dạ dày, nhưng mà nó di căn qua rất nhiều cái thứ trong bộ phận cơ quan đoàn thể của con, cho nên là ngày cuối cùng con sắp chết rồi thì cũng như là Chúa đang thương con và đưa đến một người là cái bà đó là đi bán hàng rong mắm muối cho dân làng hàng xóm. Rồi, lúc mà sau 25 năm anh bị bệnh ung thư bao tử dạ dày thì gặp một bà đi bán hàng rong, bà đi bán mắm muối quanh làng, rồi bà ấy nói gì với anh? Bà ấy mới hỏi vợ của con là cái thằng chồng mày đâu mà lâu rồi tao không thấy đi bốc vác, tức là đi bốc vác kiếm gạo hàng ngày cho con ấy. Vợ của con mới bảo là anh gần chết rồi còn đâu mà đi bóc vác nữa chị. Thế chị mới bảo là thế thì mày cho tao vào mày gặp chồng mày một cái. Thế thì vợ của con mới bảo là rồi cùng gặp thì chị nói sao, chứ gặp vợ cứ bảo bà ấy bảo đi sang mãi cũng chẳng hết chuyện. Rồi khi mà gặp bà ấy thì anh bà ấy nói cái gì? Bà mới bảo là mày có muốn đi vào Cha Long không? Thì con không biết Cha Long là ai cả. Con mới bảo là Cha Long là ai? Cha Long ở đâu? Tôi không biết Cha Long là ai mà đi. Thì bà mới bảo là thế thì mày có cần số điện thoại của Cha Long không? Thế thì con lúc đó là con không nói được đâu. Chỉ có vợ con hỏi thôi. Đây là con bây giờ con nói, nhưng mà lúc đó là vợ con hỏi thôi. Sau đó bà cho vợ con cái số điện thoại của Cha Long. Rồi bà thối thúc vợ con nói là mày cố gắng gửi đi, gửi tin nhắn cho cha đi. Nếu mà mày được hồi âm sau đó thì phúc đức của tổ tiên nhà mày là cao lớn lắm. Thế là không ngờ là vợ con gửi tin nhắn trước đó. Con xúc động. Thưa anh chị em, anh ấy đang rất là xúc động vì chúng ta biết là một người đang nằm chờ chết sau 25 năm bị bệnh ung thư dạ dày. Bây giờ bỗng có một bà bán muối bảo rằng là mày có mà biết Cha Long hay không, thì lúc đó anh cũng chẳng biết tôi là ai, cũng chẳng biết lòng thương xót Chúa gia đình tôi mình là gì, nhưng mà lúc đó bám được cái phao nào thì bám, đang chết đuối mà bám được cái phao, và anh ấy nhắn tin rồi sau đó được trả lời. Thì khi anh được trả lời như vậy anh cảm thấy xúc động, dường như là anh ấy tin rằng là anh ấy còn có thể sống sót được, có cái phao cứu sinh, cái phao lòng thương xót. Cho nên bây giờ chúng ta nghe cái giọng của anh vẫn còn đang bồi hồi xúc động, nhớ lại cái giây phút mà mình đã dường như là 99,9% chết mà bây giờ còn sống, đang đứng khỏe mạnh trước mặt cộng đoàn. Cho nên anh ấy đang khóc xúc động. Chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Rồi sau đó vợ con gửi tin nhắn một cái là sau khoảng chừng 15 đến 20 phút là thấy cha gửi tin nhắn lại là cha bảo là con yên tâm đi, cha và cộng đồng đang cầu nguyện cho con đó. Thế là tự nhiên trong người con nó rơi xuống một cái như là một cái gì là ai đưa ra khỏi mình của con đó. Hai ngày hôm sau là con ăn được cơm rồi, đến ngày thứ ba là con khỏe bình thường, và sang ngày thứ tư con đi làm. Cho đến tháng 8 năm vừa qua là 2018 con có vào đây để làm chứng cho Chúa, nhưng mà vì người đông quá rồi con không chen được vào, cho nên là hôm nay con đi làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Con tranh thủ ngày Chủ nhật con về đây để được làm chứng cho Chúa. Kể từ tháng 8 năm ngoái tới giờ là rất nhiều người đến tìm con để được con đi vào trong vòng tay của Chúa. Con đưa vào đây hôm nay là có trong đó là có vợ của con và con trai của con và 3-4 người hàng xóm nữa cũng làm công ty cùng con. Nhưng mà bây giờ người đông quá không biết họ ở đâu rồi. Con đang ngồi chờ mong và cầu Chúa, nguyện tâm trong cái miệng của con là Chúa ơi, Chúa cho con đến để được làm chứng cho Chúa đi, kẻo mà con không về kịp tuyến xe 72 cuối cùng của ngày hôm nay thì chắc là ngày mai con bị đuổi việc. Thế là không may vừa cái anh này, anh ấy cho con lên luôn. Con tạ ơn Chúa và con chỉ nói câu cuối cùng là Chúa là vô địch,
mong bà con chúng ta hãy Chúa là Chúa là Chúa là mà thưa anh chị em, chúng ta thấy đúng là vô địch thật. Làm sao mà có thể tin được chỉ sau một cái tin nhắn 15 phút mà anh cảm thấy như là một cái sức mạnh nào đó biến đổi con người anh. Anh Chúa dạy anh ăn cơm, 3 ngày sau anh ấy khỏi, 4 ngày sau anh đi làm bốc xếp như thường. Có ai tin được chuyện đó xảy ra? Nói gì mà không khóc thưa anh chị em. Chính tôi nghe tôi còn không tin rằng có thể xảy ra được. Vậy mà vẫn xảy ra được. Một chứng nhân sờ sờ đang đứng trước mặt chúng ta. Người đàn ông 30 mấy tuổi. Dạ, thưa cha và cộng đồng, con năm nay là nhìn thì chắc là ai cũng đoán là con đang còn trẻ, nhưng mà tuổi con thì đứng rồi, con năm nay là 52 tuổi, dạ, con sinh năm 1968, dạ, con đời ơn Chúa đã cho con sống đến ngày hôm nay. Năm 52 tuổi thưa anh chị em, vì nếu để cái căn bệnh ung thư chúng ta biết là chỉ 18 tuổi thì cũng giống như là ông lão 81 tuổi. Căn bệnh ung thư nó phá khủng khiếp lắm. Mà anh chịu đựng suốt 25 năm trời như vậy. Anh tưởng tượng cái bao tử của mình để mà ăn. Mà nó đau 1-2 ngày mình chịu không nổi. Mà anh chịu đựng suốt 25 năm trời như vậy. Không có thuốc men nào chữa khỏi cho anh ấy. Mà chỉ cái bà bán muối trời đất hỡi nào đó. Một cái bà mà vô danh tiểu tốt nào đó. Mà hỏi thăm vợ mà không thấy chồng mày đâu. Và chồng sắp chết rồi làm sao mà đi làm bốc xếp được. Rồi bà vợ mới dắt vô để gặp chồng, bà chỉ hỏi có mỗi một câu, bà có biết về là cho Long không, rồi cho cái số điện thoại, rồi bảo mày cứ nhắn tin mày cầu nguyện đi, và trong lúc bế tắc nhất thì bám lấy Chúa, bám lấy lòng thương xót Chúa, và Chúa ra tay cho anh ấy để khỏe đến tới giờ này, mà vẫn không quên ơn của Chúa. Một người ngoại đạo, 10 người phong cùi được khỏi, một người ngoại đạo quay trở lại. Anh ấy dám quay trở lại đây mà để trả giá cho việc lên làm chứng này là chấp nhận nếu mà lên mà về trễ là mất việc, bị đuổi việc nha. Dám chấp nhận như vậy, cái giá anh ấy phải trả để cho một cuộc làm chứng là như vậy. Cũng giống như là anh Chí Tài, anh chấp nhận ở lại để làm chứng thì anh ấy bị lỡ một show trình diễn vì có thể anh sẽ bị thiệt hại mấy ngàn đô không chừng. Vẫn chấp nhận ở lại để mà lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Một Chí Tài, một nghệ sĩ nổi tiếng, một người vô danh tiểu tốt, tất cả đều là người ngoại đạo mà họ dám chấp nhận đánh đổi cả bao nhiêu tiền, dám chấp nhận đánh đổi mất việc để mà ở lại làm chứng cho Chúa. Hallelujah! 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 Anh thích cái gì tôi tặng cho anh cái đó. Dạ, con có cái ơn thứ hai nữa là con đưa người mà sau khi con bị lành bệnh ung thư là con năm tháng 8 năm ngoái con đưa 4 người vào mà trong đó có một người là bị ung thư tử cung nhưng mà người đó không đi được, chị của người đi nhưng mà cũng không ai lên được để mà làm chứng cả. Cho nên là chỉ có là chen chúc và đi theo hàng đặt tay vào là chỉ được đặt tay mà được ơn lớn của Chúa là con thì không đến nhà người ta mà nhà nhưng mà nghe người ta bảo là cái bà mà bị ung thư tử cung đó là được ơn bà chị đi vào thay mặt cho là hôm nay nghe bảo là được là hết ung thư rồi. Có đạo hay không có đạo? Dạ, cùng quê với con không có đạo luôn ạ. Hallelujah! Dạ, vì anh thích cái gì tôi tặng anh cái đó. Dạ, con thì con có đầy đủ mọi thứ rồi nhưng mà tại vì cái năm ngoái con vào đây là cha cho con đầy đủ rồi nhưng mà bây giờ con vào con làm đầu bếp thì con rất cần một cái tấm hình của cha thì con thờ tại bản gia của con rồi. Còn bây giờ con đang thích trong số những tấm hình của những người mẹ Fortuna hay là mẹ Đức Mẹ Hoa Hồng. Đức Mẹ phải không? Anh muốn một tấm hình Đức Mẹ. Đây là Đức Mẹ Fatima. Đây gửi tặng cho anh nha. Có máy nghe giảng chưa? Dạ, cái máy con mua một cái rồi cha cũng cho con một cái mà hôm bữa con đi vào đây là tại vì ngày hôm nay con đến đây là con không phải là tham lam nhưng mà thực chất là con đánh mất cái máy với lại cái... Rồi, đánh mất cái máy để có cái máy khác. Rồi, tặng cho anh cái quạt về cho vợ của anh. Rồi, tặng cho anh cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu về để anh lan truyền lòng thương xót Chúa. Rồi, gửi tặng cho anh cái móc khóa lòng thương xót Chúa. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Đi về lẹ, con nó đuổi việc bây giờ. Rồi, mau, chạy chạy về gõ tắt kìa, mau, chạy đi, mau. Trễ.
Hallelujah. Hallelujah.